Mới khám bệnh cho bé xong rồi chị. Rồi hai cái mà nói gì ạ? Cho bác sĩ ký tờ ấy xác nhận. Là mấy làm được cái xét nghiệm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai cái xét nghiệm đó. Đúng rồi, đúng rồi, cái đó. Cái đó với cái kia. Đó là cái đó đó. Cho bác sĩ ký mới làm được xét nghiệm. Rồi sáng giờ tôi ăn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tối với xỉu luôn. Là bữa nay bé Nghĩa tái khám hả chị? Do hôm trước á là em với chị Tưởng có gọi chị là nói bé Nghĩa về rồi, nên hai chị em hôm nay là có vào trong Nhi Đồng này là thăm một hoàn cảnh thì mới gọi thử. Đi vô năm bé kia là nó 6 tuổi mà nó bệnh tội lắm. Thì mấy điện thoại mấy xe hơi có đầy không? Không mà hơn. Bây giờ nó vừa nó mới theo. Đi vô đâu ăn mà không mà tủ không? Hiểm là nó không bị cô đi chở gì quá rồi. Mô mẹ mô hết à. Cái chứng máu đông nó nặng nặng máu đông á. Dạ. Một lần truyền thuốc là một mũi là 520 mà một ngày là nó truyền cứ một lần truyền là 4 mũi. 4 mũi một ngày truyền 3 lần. Đó mới mà lần cứ mà máu nó đông nó sốc lên nên là cứ truyền vậy thôi. Có cho ba uống thuốc là uống 3 máu á. Con đứng bên em để chiều cỡ chú Phong chú Phong tẹp ở đây con đưa dùng nữa. Nói mẹ con vô Phong mà, vô đây nè. À, con ấy xong cái con mẹ con bớt bệnh này con đi khám là mà bác sĩ không có cho con nhập viện á. Mẹ chở con ra cô Tưởng. Ra cô Tưởng chạy bàn nha con, phụ cô Tưởng chạy bàn đi. Trời ơi con nói rồi đó cô, nói mẹ con hết bệnh là con đi ra cô Tưởng rồi chừng nào mẹ chở con, giờ nào mẹ chở con gì nói vậy. Bé Nghĩa ơi, chị Tưởng rồi hết bệnh là chị Tưởng làm gì được là bé Nghĩa sẽ làm được. Để dọn rác rồi là bé Nghĩa đi luôn. Nhưng mà tuy ấy tiên tới giờ vẫn rồi. Rồi chị ơi, em nếu mà chị xem qua cái video này á thì có một người gửi về cho em là 500 đô. Bây giờ em không biết cái tiền nó trao cho ai hết trơn. Gửi hôm qua chị. Hôm qua em nhận được nhưng mà tiền của chị nào làm ơn điện thoại về cho em đi để trao cho ai, em sắp xếp em trao cho người ta. Thì em không biết số tiền ở 500 em nhận 500 đô không biết gửi ai cho ai hết á. Điện gì giùm em nha. Hôm nay thì thăm lại Nghĩa thì thấy Nghĩa sức khỏe tốt hơn hôm so với cái hôm mà Phong mới thăm á chị ha. Không hâm mới là nằm trong cấp cứu không mà cái chú không không được vô trong cấp cứu luôn. Cái hôm đó vừa đăng video xong á là em nghe điện thoại liên tục luôn. Mấy cô vô thăm quá rồi, có cô tốt lắm, có cô nói là thấy mẹ có một mình nuôi vậy đó, rồi cô mua cam vô, xong rồi cô mua cái đồ xay cam, rồi cô nói thôi bây giờ chị ngủ đi, rồi em coi giùm cho tới 5 giờ. Em về chị coi, nhưng mà bé Nghĩa lúc đó bé Nghĩa nó vừa mới ra phòng cứu cái sợ. Sợ mẹ ấy nó không dám, nó cứ khóc không à. Cái cô nó thôi vậy để cô về. Cô đó nói là ngày này giúp cô coi dần cho chị vô thấy mẹ cứ đi lên xuống trong cấp cứu. Cô nói thôi giờ đó mình coi dần cho chị. Người về tại chỗ nhà em là buổi sáng mỗi ngày cũng rảnh rồi chị coi dần. Tới 5 giờ em về là chị cứ đi nghỉ đi cái em. Em không dám rồi, nó đang cấp cứu cho nên không có dám mà. Cô cứ thấy là bác sĩ tới khám đó,
cô nói trời ơi em thấy có hai mẹ con, cô thấy đó, cô mua cam đem vô rồi cô mua hả đồ xay đồ cho đây cũng không. Ai biết nghĩa là hết bệnh là đi học chữ nha con. Học chữ cho em đi học chữ, có biết nhiều biết viết rồi chứ đó con để đi cái vừa đi học 2-3 ngày thôi chứ vô đó mệt quá chứ máu đông nữa đó. Đi làm cháu khỏe đó cho cháu đi học ở chùa đó biết chữ biết viết là được rồi. Gần nhà em á là có cái chùa Quỳnh Kim á mà cũng vô học mà không được, cứ vô cái đi vô cái là đi nhà trong ngày chứ là mệt. Đi không có được rời xa, nó giống như là đi là nó máu nó đông lên thì sao nó sốc. Khi nào ở nhà đó chị dạy cho cháu cái chiếc mẹ mua cái này là bảo hiểm không gì được, này là nghĩa kính chịu mấy luôn vậy. Vậy mấy cái bình luận mà trên YouTube á là của con hay là của mẹ? Chỉ cho mẹ. Anh nói là mẹ không có biết, nhưng mà nghĩa nói là con không có ghi chữ được mà mẹ ghi gì xong rồi mẹ ấn cái nút này biết xài điện thoại đó mẹ mới biết mà nó quay nó bệnh nó tự nó quay luôn á, con mở cho con nó thấy á giống cùng thờ á. Không biết chữ nhưng mà biết mở kinh, mệt quá là mở kinh khi dặn mẹ là mẹ không có biết mở á thì mẹ chỉ ấn cái nút này lên là mẹ ấn kinh lên là con không có dạy cho chỉ cho mẹ, mày không biết mày xài cái điện thoại đó à. Rồi thôi bây giờ thông qua video này thì cũng chúc bé Nghĩa mau hết bệnh nha, có sức khỏe là về phụ chị Tưởng, phụ quán cô Tưởng nha. Bây giờ cô với cô Tưởng là cùng đi qua bệnh viện Nhi Đồng 1 nữa. Dạ. Cô Tưởng giúp đỡ mấy cô gửi tiền cho cô Tưởng nhà giữ, cô Tưởng đem lại. Cảm ơn cô Tưởng, cảm ơn. Ai. Ở trong video thì chị Tưởng xin cảm ơn các mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước cùng chung tay để giúp các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn này, thì chị Tưởng xin cảm ơn rất nhiều. Nếu mà mấy anh mấy chị xem qua video này thì em một lần nữa và em cảm ơn mấy anh mấy chị rất nhiều là đến quán ủng hộ thời gian qua. Thì có điều gì sơ sót thì quy đông đến em đệ tử em nhiều khi mà nó làm gì rất khó thì em xin một lần là em đã xin lỗi và cảm ơn các anh chị rất nhiều, bỏ qua cho em nha. Rồi chạy thì lái chịu đòn. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye nha Nghĩa.